Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video lần này, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi xin giải đáp một số thắc mắc của một số bệnh nhân ung thư có gửi câu hỏi về chúng tôi. Nội dung câu hỏi như sau: dùng thuốc lam, bệnh nhân ung thư cần kiêng kỵ ăn những gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi tìm để hiểu và giải đáp một số câu hỏi trên. Bệnh nhân ung thư nên ăn gì, kiêng gì là câu hỏi được rất nhiều bệnh nhân ung thư và người nhà quan tâm. Trong video lần này, Lam Dược Nguyễn Thi chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn các loại thức ăn tốt và không tốt dành cho bệnh nhân ung thư. Bạn Lữ ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi với nội dung chi tiết như sau. Và chúng tôi xin giải đáp một câu hỏi của bạn Lữ ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi chúng tôi như sau. Mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã lan sang màng phổi, bác sĩ không cho cắt bỏ khối u mà tiến hành xét nghiệm để sử dụng loại thuốc ức chế ung thư nhằm kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại mẹ tôi khỏe mạnh, da hồng hào, không có tình trạng ho ra máu hay bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Trong thời gian này, gia đình tôi đang chữa trị cho mẹ bằng thuốc lam, thầy bảo kiêng chua, uống sữa, thịt v.v. Trong quá trình sử dụng thuốc, những chế độ ăn này sợ rằng mẹ tôi không đủ chất dinh dưỡng, thực đơn thiếu đa dạng, dễ dẫn đến tình trạng ngán, biếng ăn, khó lòng mà chống chọi qua bệnh tật. Xin hỏi bác sĩ, các thực phẩm như cà chua, thơm, mạng cầu gai có được xem là đồ chua phải kiêng hay không? Theo tôi được biết, có loại sữa dành riêng cho bệnh nhân ung thư và sữa tách béo để có thể sử dụng được hay không? Rất mong nhận được tư vấn từ bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: theo nghiên cứu của Quỹ Ung thư Thế giới, chế độ ăn uống hàng ngày liên quan mật thiết đến căn bệnh ung thư. Và có tới 30% bệnh nhân chết vì ung thư nguyên nhân do chế độ ăn uống không khoa học. Theo các nhà khoa học, khi đã mắc ung thư, bệnh nhân ung thư phải tuân thủ một chế độ ăn uống riêng, không ăn uống theo kiểu thích gì ăn nấy. Cách ăn uống như thế chỉ khiến khối u phát triển nhanh hơn, làm giảm đáng kể thời gian sống cho bệnh nhân ung thư. Và thực tế đã chứng minh, chỉ nhờ áp dụng một số chế độ ăn uống khoa học, sử dụng thuốc hợp lý, đã có rất nhiều bệnh nhân ung thư thoát khỏi bản án tử hình của căn bệnh ung thư. Sau đây là một số nguyên tắc ăn uống và bệnh nhân ung thư nên áp dụng. Thứ nhất, bệnh nhân ung thư nên kiêng gì? Bệnh nhân ung thư nên hạn chế ăn thức ăn có chứa hai axit amin là glycine và serine. Việc hạn chế hai axit trên có tác dụng làm chậm sự phát triển của khối u, giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư rất đáng kể. Đồng thời cũng giúp tăng hiệu quả điều trị của hóa trị liệu. Các loại thức ăn có chứa nhiều glycine, bệnh nhân ung thư nên hạn chế sử dụng gồm các loại thức ăn này. Thứ nhất là thịt đỏ, sữa. Thứ hai là chuối, đậu lành, súp lơ, cải thảo, măng tây. Thứ ba là hạt vừng, hạt óc chó, hạnh nhân. Vậy thì các loại thức ăn mà bệnh nhân ung thư nên ăn là những gì? Thứ nhất là gạo lứt. Thứ hai là thịt gà, cá. Ba là dưa, cải, bắp, cà chua, bí đỏ, rau ngót, rau mùng tơi, trà xanh, nho, mãng cầu. Thứ tư là nghệ, đậu phụng. Và chúng tôi cũng lưu ý với bệnh nhân là không nên kiêng tuyệt đối. Một số bệnh nhân chuyển sang ăn kiêng toàn diện khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. Thậm chí có một số bệnh nhân phải nhập viện vì cơ thể quá kiệt sức do kiêng khem quá mức, làm mất cơ hội điều trị bệnh, dẫn tới phản tác dụng. Ăn uống khoa học đủ chất chính là một trong những phương pháp quan trọng quyết định đến hiệu quả điều trị bệnh của bệnh nhân ung thư. Chúng ta nên áp dụng hợp lý. Và chúng tôi xin trả lời một ý thứ hai, đó là bệnh nhân ung thư có phải kiêng hoa quả chua hay không? Những loại trái cây như cà chua, trái thơm, mãng cầu, gai đều là những thực phẩm nằm trong nhóm có lợi cho bệnh nhân ung thư. Do vậy, bệnh nhân không những chỉ sử dụng mà còn nên thường xuyên sử dụng nó bởi rất có lợi. Sữa là đồ uống mà bệnh nhân ung thư nên hạn chế dùng, nhưng nếu là sữa dành riêng cho người ung thư thì bệnh nhân có thể sử dụng được bình thường. Và sau đây tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video bổ ích thì vui lòng giúp tôi chia sẻ video đến bạn bè, người thân. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ các video có ích. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.